Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt của máy nhảy Audition này nhé. Thảm nhảy Audition này. Đầu tiên đây là cái hộp tín hiệu của nó ha. Sẽ kèm một cái dây nguồn AV ha, có 3 đầu đỏ vàng trắng ha, thì kết bằng phía sau nè. Còn nguồn điện á, thì nó sẽ kèm một cái dây USB, mình có nguồn điện bằng hai cách ha. Thì một là mình sử dụng cái cổng micro USB hoặc là USB ha. Thì sản phẩm cũng có kèm theo một cái cục sạc á, thì mình cứ liên kết vào đấy hoặc là mình liên kết trực tiếp vào TV cũng được ha. Nó sẽ nằm bên hông. Thì mình liên kết cái nguồn AV của cái TV của mình thôi. Sau đó mình liên kết nguồn điện cho nó. Rồi, ok ha. Rồi sau đó mình bật nguồn. Liên kết nguồn á, mình mở TV này nó sẽ lên nguồn như thế này nè. Sau đó mình mở cái TV vào cái cổng AV nha. Và cái thảm á, thì ở phía sau nó có một cái chứa pin nè, thì sử dụng pin 3A nha. Mình bỏ pin vào. Đây, mình mở nguồn. Thì thảm nó sẽ liên kết cái hộp đáy và mình sử dụng những cái phím ở trên cái thảm á. Đây, mình sử dụng những cái phím trên thảm nha. Lên xuống nè. Chọn ha. Cho nhạc thì mình nhảy thôi. Còn remote đó, thì mình sử dụng pin 3A ha. Sử dụng pin phía sau này. Thì remote nó không dây luôn. Thì mình sử dụng remote thì bình thường thôi. Khá nhiều tựa game ha. Đó, khi mình sử dụng remote thì mình không cần sử dụng tới thảm, thì mình tắt cái thảm đi ha. Đó, hiện tại nó sẽ có 58 trò game ha.